Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay, bếp nhà mình sẽ nấu món chè bí đao thập cẩm. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Ba trăm gram bí, gọt vỏ, sắc vuông. Ba mươi gram phổ tay, ngâm nước, xả sạch nhớt, vắt ráo. Một lon đậu thập cẩm, đủ loại đậu đen, đậu đỏ, đậu tây, chúng ta xả sạch để ráo. Hai trăm gram đường phèn. Hai ống vani. Một phẩy hai lít nước sôi. Chúng ta cho bí vào nấu. Chúng ta nấu bí cho tới khi chín trong lại là được. Tiếp đến, chúng ta cho phổ tay, đậu, đường phèn, vani vào. Sau đó chúng ta nêm nếm lại, các bạn có thể gia giảm đường phèn tùy theo khẩu vị của mỗi người. Chúng ta đợi chè sôi lên một dạo nữa thì tắt bếp. Chúc tất cả mọi người làm món chè bí đao thập cẩm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé. Mấy số. Mấy chúng ta một sai đi nhiều một